chào quý vị và các bạn. Ngọc Tiên rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sân khấu và cuộc đời ngày hôm nay. Khi nhắc đến với nhạc của Văn Cao, chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến với giọng hát cao vút của một nữ ca sĩ đã được đông đảo khán giả mến mộ và được cho là người giữ lửa tân nhạc, đó chính là ca sĩ Ánh Tuyết. Sinh ra trong một gia đình gồm có 5 người con và chị là người con gái duy nhất, được thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc của ba mẹ. Vào năm 17 tuổi, chị đã trúng tuyển vào đoàn dân ca kịch và đoàn ca nhạc nhẹ của tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Nhưng ít lâu sau đó thì chị đã đậu vào khoa thanh nhạc của trường Đại học Nghệ thuật Huế. Và thưa quý vị và các bạn, với lòng đam mê âm nhạc, nghệ thuật và cũng như là sự kiên trì đã giúp cho chị thành công vượt bậc với niềm đam mê đó khi chị thổi hồn vào những ca khúc mà mình thể hiện. Và đặc biệt nhất đó chính là vào năm 1993, chị đã nổi bật với dòng nhạc của Văn Cao. Và bây giờ thì Ngọc Tiên xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và trò chuyện với ca sĩ Ánh Tuyết nhé. Xin chào ca sĩ Ánh Tuyết. Xin chào Ngọc Tiên, cũng như xin chào tất cả quý vị khán giả qua màn ảnh nhỏ của chương trình Sân khấu và cuộc đời. Với câu hỏi đầu tiên lúc nào Ngọc Tiên cũng dành cho các ca sĩ nghệ sĩ khi mà tham gia chương trình, đó là không biết là ca sĩ Ánh Tuyết vừa rồi thì Ngọc Tiên nói là năm 17 tuổi là trúng tuyển vào đoàn ca nhạc nhẹ và cũng như là đoàn dân ca kịch, nhưng mà không biết là mình bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi nào ạ? Nếu mà nói rằng bắt đầu sự nghiệp ca hát thì vào sự nghiệp thì đúng vào năm 17 và là sự nghiệp, nhưng mà khi mà ca nhưng hát mà bắt đầu đi hát thì Ánh Tuyết đứng trên sân khấu vào năm 1969. Đã đứng trên sân khấu là... thực sự là lúc đó thì khoảng 8 tuổi. Và khi mà Ánh Tuyết bắt đầu muốn hát và biết hát thì khi 3 tuổi. Lúc đó thì ba, là 3 tuổi là khi đó bắt đầu chập chững nói và bắt đầu nói hát rồi, nói giòn giòn rồi. Dạ, nói ba giòn mẹ rồi. Đẻ ra cái miệng đi trước rồi. Và cũng có thể nói rằng là đúng là nhờ vào cái thời điểm đó thì ba mở một lớp dạy kèm ở nhà. Rồi trong quá trình mà giải lao, nghỉ giải lao đó thì ba lại dạy cho tất cả các em học sinh học về âm nhạc và hát, sinh hoạt văn nghệ. Thì những lúc như vậy thì tự nhiên quán tính thôi, không ai bắt cả. Thì tự nhiên quán tính mà khi mà nghe hát thì tự nhiên là đang chơi cái là nhảy theo vô. Và chạy cái ào vô trong cái lớp học và nghe ba bạn dạy cho tất cả các anh chị hồi đó hát thì Ánh Tuyết là hát theo. Rồi bài hát đầu tiên mà Ánh Tuyết biết được đó là bài Cái Con Chim Non của nhạc sĩ Trần Hoàng. Mà lúc đó thì không có biết tên của tác giả. Rồi và biết một cái bài nữa rất là đặc biệt, nhưng mà biết là cái lời lúc đó không 3 tuổi, 3 tuổi. Tuổi luôn. Dạ 3 tuổi thì biết cái bài đó là bài Những Đồi Hoa Sim. Những Đồi Hoa Sim, dạ. Nhưng mà lại không thuộc cái lời 1 mà lại thuộc cái lời 2. À dạ. Và thôi thuộc mãi cho đến bây giờ, tức là cái lời 2 là lời không phải là lời chính trong bài hát. Dạ. Mà lại là cái lời mà ba hay thường vui vui thì ba hay hát là những nồi khói lang ơi, những nồi khói lang chín hồi 5 giờ chiều. Ôi, đúng rồi ạ. Khi mà thường mà nghe những cái câu này nó thân thuộc với cái thường cuộc sống á, mình quá. Thường á, thì những cái câu hát mà nó rất là đời thường thì nó rất là dễ nhập. Dạ đúng. Và thậm chí là những cái gì mình nói không có đi vào quỹ đạo thì hay là không phải là giáo điều thì rất là dễ nhớ. Dạ đúng rồi ạ. Đúng vậy. Dạ, nhưng mà Ngọc Tiên thấy là phải không, một là 3 tuổi là đã thuộc được bài Cái Con Chim Non. Dạ, Con Chim Non. Cái rồi. Con chim non nó kêu trên cành, trời mây thanh thanh nó chơi một mình. La 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 la. Cái bài hát mà anh biết đầu đời đó. Nhưng mà chắc lúc đó là không có thể là mà tròn chữ như bây giờ đúng không ạ? Chắc cũng còn hơi ngọng nghịu đúng không? Thì không biết nữa. Nhưng mà anh Tuyết nghĩ rằng lúc 3 tuổi thì cũng nếu mà bây giờ nhìn là cái hình 3 tuổi của anh Tuyết hồi đó thì không ai nhận ra được hết. Rất là mắc cười. Mắc cười, rất là mắc cười. Và hầu như Ánh Tuyết hỏi 100 người thì trong trong cái hình mà Ánh Tuyết đứng trong cái lớp học của ba Tuyết dạy đó thì không ai nhận ra hết. Tròn mũm mĩm hay là tóc tròn ngắn mỉm như thế nào? Đầu trọc. Đầu trọc. Mùa đen quá. Tròn, rất là tròn. Yeah. Mặc cái áo đầm thì của cái người hình như 6-7 tuổi thì phải. Tại vì quá tròn. Mà hồi thời đó thì người ta không có may áo cho kiểu cái thời đó thì theo tuổi như bây giờ. Đúng rồi. Và
cuối cùng thì má lại mua cho một cái áo đầm đâu của những người năm từ 5 tuổi 6 tuổi gì đó. Yeah. Về mặt thì nó dài đến tận gót chân giống như xoa re vậy. Nó là áo đầm. Áo đầm nha. Thì nói chung thì trong cuộc đời ca hát của anh Thuyết thì nó cũng gặp nhiều những cái khó khăn. Nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại thì anh Thuyết cho là những cái khó khăn đó là những may mắn. Đó là những cái may mắn mà nó hun đúc được cho cái cuộc đời của anh Thuyết, cho sự thẩm thấu của con đường mà mình đi và mình lớn lên. Cái điều đó nó đã dạy cho mình rất nhiều những cái giáo điều của cuộc sống, những lý lẽ của cuộc sống, cái tình con người trong cuộc sống và cái đạo đức làm nghề của cái cuộc đời mà mình đang sống. Chà, Ngọc Tiên nghe đến những điều này là thấy hình như là ca sĩ Ánh Tuyết đang muốn bộc bạch rất nhiều những cái nỗi niềm của mình nha. Nếu nói là muốn bộc bạch thì Ánh Tuyết cũng rất muốn bộc bạch rất nhiều. Nhưng mà Ánh Tuyết mà nói nhiều thì chắc quý vị không có thời gian ngủ. Dạ, nhưng mà Ngọc Tiên cũng hơi thắc mắc là không biết Ánh Tuyết có phải là tên thật của chị hay là một nghệ danh? Chỉ là một nghệ danh thôi. Mà cái nghệ danh này không phải là Ánh Tuyết chọn, mà là do một người nhạc sĩ cũng của thời tiền chiến. Và thời đó anh Thuyết nhớ vào cái Tết năm 1979 thì anh Thuyết một lần trở về quê ăn Tết, cũng tham gia trong chương trình văn nghệ của thị xã hồi đó. Và người nhạc sĩ này có cái tên là Hoàng Tú Mỹ. Và bây giờ ông cũng đang sống cận nhà của anh Thuyết ở Hội An. Ông năm nay là 82 tuổi rồi. Và ông đã làm MC trong chương trình đó. Và tình cờ thì ông thấy đùng một cái anh Thuyết đi ra có mấy tháng mà về sao lớn nhanh quá. Và thì ông tự động ông lên sân khấu và ông nói là bé Tiết của chúng ta ngày xưa không còn là bé Tiết nữa mà là anh Thuyết. Thế thì từ đó tất cả mọi người gọi tên anh Thuyết. Và hình như anh Thuyết không có suy nghĩ nhiều và hình như không ngượng ngạo trong cái tên đó. Nhưng mà Tiết hồi xưa là T-I. Cái Tiết này á, bây giờ thì trong giấy tờ gọi là Tiết Canh Lòng Lợn. Nhưng mà Tuyết hay nói đùa như vậy. Chị hay nói đùa như vậy. Nhưng mà thực ra tên, đúng tên thật của Tuyết là tên Tiết. Bởi vì em của Tuyết tên là Thương và Mến. Tiết, Thương, Mến. Đúng là người anh đầu là Dũng, người anh thứ hai là Tiến. Thì bà già định là Tiến Lên. Nhưng mà rồi có nhiều cái ngút mắt trong cuộc đời của ông bà già thời đó. Thì ông bà già muốn bỏ cuộc. Thì là hàng xóm, rồi anh em, rồi bạn bè họ hàng mới khuyên bà già thôi thay đổi cuộc đời đi hay như nào đó. Thì lúc đó bà già lại thấy tiếc cái hạnh phúc hiện tại đang sống, tiếc cuộc sống hiện tại đang sống, cho nên bà đẻ lọt đứa con gái nữa, thế là bà đặt tên Tiết luôn. Dạ. Nhưng mà thật ra là cái tên nó cũng đầy ý nghĩa. Tiết rồi đó là Tiết Xê. Dạ. Rồi làm giấy tờ khi năm 73 hả? Làm giấy tờ 68. Khi 68 thì mất hết, chạy giặc và mất hết tất cả giấy tờ. Thì ông già mới đi làm lại tất cả giấy tờ. Thì ông già không có nhớ, không có nhớ cái ngày sinh, mà chỉ nhớ năm sinh của từng đứa con thôi. Rồi là người ta làm sai, về Quảng Nam đó người ta làm sai cái tên. Thì thôi cũng nằm như vậy luôn và thành cái tên là Trần Thị Tiết. Nhưng mà bây giờ đã là Ánh Tuyết. Và hồi nãy thì chị nói là chị có thể nói hết thời gian, nếu mà không là mọi người sẽ không ngủ được luôn. Nên bây giờ Ngọc Tiên sẽ bây giờ thì chị khiêm tốn thì để em hỏi gì chị hỏi lại. Em định nói em sẽ hỏi nhiều lắm vào chương trình ngày hôm nay. Sao em cứ hỏi và chị trả lời được cái gì chị trả lời. Bởi vì quý vị khán giả cũng đang rất là tò mò muốn biết nhiều hơn nữa. Muốn biết gì bây giờ? Dạ, nhất là cái dòng nhạc của chị á, là tại có phải là trước đó là khi mà năm 1993 chị thể hiện những ca khúc Văn Cao đã rất là nổi bật, thì có phải trước đó là chị vẫn hát cái dòng nhạc này hay là như thế nào? Hồi nhỏ đó, nó có từng cái cục mốc. Hồi nhỏ xíu đó thì anh Tuyết hát dòng nhạc này. Bởi vì do ảnh hưởng gia đình. Rồi bẵng đi một thời gian và sau năm 1975 thì anh Tuyết lại theo cái thời cuộc, cứ theo cái sinh hoạt của xã hội. Và cứ như vậy là anh Tuyết lại cứ đi theo từng dòng nhạc và từng giai đoạn, từng thời kỳ, rồi hát bất kỳ thể loại nhạc nào. Rồi đến khi mà đi ra sinh hoạt năm 78 vào đoàn ca múa nhạc chuyên nghiệp của Quảng Nam Đà Nẵng. Thì anh Tuyết lại bắt đầu hát những cái loại nhạc như là Mùa xuân về trong chiến khu, tiếng vang hoa khắp nơi đó, hoặc là
Tiếng đàn ta lư nè, à, dạ. Rồi là Cô gái vóc trong nè, rất là nhiều những cái bài hát như vậy. Sau một thời gian nữa thì là đến một cái giai đoạn nhạc khác. Lúc đó anh Tuyết đi học ở Huế, và lúc đó thì bắt đầu là anh Tuyết lại có một cái kiểu hát là một lúc ra hai thể loại. Bài hát đầu tiên thì hát một bài rất là buồn, rất là u thảm, rất là da diết. Rồi bài hát thứ hai thì lại ngược lại 180 độ, tưng bừng. Tức là quậy tưng cái sân khấu. Mà hồi đó thì cái năm nhất, anh Tuyết nhớ nhất vào cái năm 80 đó là tự nhiên không biết rằng cái tuổi lớn thì đã đành mà còn mập nữa. Và chứ không phải thon gọn như bây giờ thì cũng được. Cũng tương đối chứ không phải là thon gọn lắm, nhưng mà cũng đang lo sợ là sẽ phát phi. Bởi vì đến cái tuổi là sẽ sợ. Thì là anh Tuyết lại cái thời gian đó thì anh Tuyết lại quay qua hát những cái dòng nhạc theo cái thời điểm đó. Ví dụ như là Tình biển của nhạc sĩ Trần Quang Huy nè, rồi Trị An vào mùa xuân của nhạc sĩ Tôn Thất Lập nè, rồi Hãy đằng lên của nhạc sĩ Từ Huy nè, đó là cái thời kỳ. Rồi có Chú chim non nho nhỏ của ôi cuộc sống bình thường của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Và anh Tuyết cứ như thế một bài này qua một bài kia, hai sắc thái thay đổi nhau. Và giai đoạn đó cũng có một cái thành công nhất định, bởi vì hồi đó anh Tuyết có thể nói là hồi nhỏ đó thì anh Tuyết rất là tự tin. Khi mà ai muốn anh Tuyết đi thi bất kỳ một cuộc thi nào đó thì phải nói rằng tự tin, rất tự tin, và nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ có giải nhất. Chắc chắn, và hầu như là như vậy, hầu như đó là sự thật. Và rồi giọng của chị là đã vút, đã lanh lảnh, đã vút cao. Và hồi nhỏ thì cao hơn và thánh thoát hơn nữa, trong veo trong vắt hơn nữa. Có lẽ là tuổi trẻ. Rồi là qua cái ảnh hưởng của gia đình và những người anh rất là đam mê âm nhạc, và những người bạn của anh lúc nào cũng về chơi, rồi ôm đàn ra bắt mình hát những cái bài hát. Thực ra mấy anh đã bắt mình ra hát để cho mấy anh tập đàn, nhưng mà cuối cùng thì vô tình lại tập cho mình hát. Và người anh lớn đó là anh Trần Dũng, thì bây giờ anh đang dạy ở trường sư phạm Trung ương, anh cũng tốt nghiệp trường âm nhạc Sài Gòn ra. Và lúc đó thì anh lại trở thành là người thầy đầu tiên của mình. Và anh có cái ảnh hưởng cũng rất là nhất định trong cuộc đời ca hát của mình. Và cách hát, trong phong cách hát, trong cách nhìn nhận về nội dung của một bài hát, và cách phát âm như thế nào để đúng cái hiểu đúng nghĩa của từ, và như thế nào để cho dễ chuyển tải cái tình cảm của mình đến với khách. Và nếu như bây giờ mà có được một sự lựa chọn thì chị có lựa chọn là mình sẽ lựa chọn lại cái lựa chọn mình đã lựa chọn hay không ạ? Trời ơi, nhiều lựa chọn quá. Chắc chắn là như vậy. Vì cái gì mà nó quen thuộc với mình và cái gì mình cảm nhận được thì cái điều đó nó sẽ tốt hơn. Và chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn. Bởi vì nó thuộc về cái gọi là thiên hướng, thiên bẩm và sở thích. Nó sinh ra từ bên trong con người của mình. Thì bao giờ nó cũng tốt hơn là nếu mà mình lựa chọn cái mà ngược với cái tính cách và con người bẩm sinh của mình. Nhưng mà như vậy là chị vẫn tiếp tục với những ca khúc nhạc tiền tri này, nhạc tiền chiến, nhạc trí. Chắc chắn là như vậy. Tất nhiên không nhất thiết là những ca khúc theo các bạn trẻ hiểu bây giờ là tiền chiến có nghĩa là những bài hát rất xưa. Cái đó, từ tiền chiến mình nói chung chung bây giờ các đa phần khán giả mình hiểu hơi bị chung chung. Chứ thực ra tiền chiến nó là âm nhạc của thời kỳ đầu kháng chiến. Rồi thực sự ra thì bây giờ mình gọi nôm na tất cả quy tụ vào những cái bài hát nào trước 75 thì là gọi là tiền chiến. Nhưng mà đó là không đúng. Thực ra trong có những ca khúc ngay cả bây giờ nếu nó là thuộc về phong cách phù hợp với mình thì mình vẫn hát, chứ không nhất thiết là phải đi quay về tìm những ca khúc cũ xưa. Ca khúc cũ xưa là nó là những ca khúc được để lại trong cả một quá trình âm nhạc mà những người đi trước đã để lại, đã sàng lọc trong quá trình rất là nhiều những nghệ sĩ biểu diễn, và đã được sàng lọc rất là gọi là qua khán giả, qua những lỗ tai thưởng thức của những người khó tính trong âm nhạc. Nó đã để lại nhất định và đã sống nhất định trong một cái giai đoạn, và cho đến bây giờ nó vẫn không nhạt phai. Thì cái điều đó cũng là một điều đáng để mà mình lưu ý tới. Nhưng mà song song đó thì mình cũng cần phải lưu ý những cái gọi là những cái sức sáng tạo của những người lớp trẻ sau này.
sự sáng tạo đó nếu mà nó phù hợp với từng phong cách của từng người, và trong đó nếu phù hợp với anh Tuyết thì anh Tuyết cũng rất là sẵn sàng. Và bằng chứng thì bây giờ anh Tuyết cũng đang vừa mới cho ra một album mà chưa, vừa mới thực hiện xong một album nhưng mà chưa cho ra đời thôi, chưa cho ra đời, có lẽ cũng nay mai thôi. À, và vừa rồi là hai album của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Bởi vì nhân trong cái ngày giỗ của ông, anh Tuyết đã tổ chức một chương trình tại nhà Hòa Bình, rồi thực hiện luôn hai album của ông, và đã mới vừa phát hành trong hồi đầu năm nay, đó là đầu năm 2010. Là bao gồm những cái ca khúc như thế nào? Những ca khúc như là Bông Hồng Cài Áo, Thương Quá Việt Nam, rồi vân vân, rất nhiều những ca khúc quen thuộc mà quý vị đã thường nghe của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Và trong đó cũng rất nhiều những ca khúc mà ông đã viết từ rất lâu nhưng mà khán giả trẻ sau này thì chưa được nghe. Thế thì anh Tuyết cũng đã trình bày những ca khúc mà ít người hát nhất, và anh Tuyết cũng khai thác lại những ca khúc đó để cho những người yêu âm nhạc và cho những khán giả trẻ chúng ta có thể biết sâu nhiều hơn, biết rộng nhiều hơn trong cái nền ca khúc âm nhạc của Việt Nam, trong nền tân nhạc của Việt Nam. Không phải nó chỉ bó hẹp có chừng đó những ca khúc thôi, mà nó còn vô vàn nhiều ca khúc hay mà chúng ta chưa có điều kiện để mà trình bày hết, để mà chúng ta được nghe và được thưởng thức hết. Vậy là Ngọc Tiên với quý vị khán giả cũng rất là nóng lòng chờ đợi với những album mới nhất của chị. Nhưng mà còn về đứa con tinh thần ATB thì như thế nào? Nó cũng mầm đầy mầm trụi nhưng mà nó là niềm vui. Nó là niềm vui. Bởi vì anh Tuyết cũng không thể nghĩ được nếu như một ngày nào đó ATB đóng cửa thì không biết anh Tuyết sẽ làm gì. Đi hát như mọi người thì anh Tuyết cũng vui, nhưng mà lâu lâu thì cũng được. Nếu mà cái tâm lý người nghệ sĩ mà suốt ngày mình đi hát hoài, chạy cắm đầu chạy hát hoài á, thì để mà vì miếng ăn cuộc sống mà mình phải cắm đầu đi hát bằng mọi giá thì riết hồi nó sẽ chay. Nó sẽ bị gọi là một cái gì đó nó chai mất và làm cho mình cảm thấy nó không có thiếu giờ và thiếu sức sống trong nghệ thuật. Đôi khi nhiều khi nha, một cái chuyến đi đâu đó vắng rất lâu trên sân khấu thì quay về tự nhiên hát rất là hưng phấn. Và nhưng mà thực sự mà nói thì đối với Tuyết thì mỗi lần mà cầm micro lúc tập cũng vậy thôi. Lúc tập mà cầm micro là cũng quên hết à. Là cứ say sưa hát à. Quên hết tất cả mọi điều xung quanh. Yeah, quên. Nhiều khi cầm micro mà thấy mọi người thấy đó. Yeah. Mọi người tưởng là mình thấy nhưng mà không thấy. Mà cứ đang say sưa với và đang vậy, nhập mình vào trong cái nội dung của bài hát. Yeah. Trong ý của tác giả muốn nói. Và như vậy thì những lúc đó thì mình mới chuyển tải được cái tình cảm của mình đến với người nghe một cách thấu đáo hơn. Và người nghe sẽ rất là dễ cảm nhận những ca khúc mà mình muốn trình bày và hiểu hơn người tác giả đó. Người tác giả đó sẽ hiểu được người tác giả đang muốn nói gì. Và như vậy không biết đó có phải là một cách để mà mình sống lâu trong nghề hay không, nhưng mà có lẽ là trong quá trình đi trong âm nhạc nó đã làm cho anh Tuyết có một cái kinh nghiệm khi đứng trên sân khấu. Bởi vì một người nghệ sĩ đó, đối với Tuyết mà nếu là người nghệ sĩ biểu diễn thì khi anh bước ra sân khấu thì anh phải hiểu một điều, anh giống như một người biết thôi miên khán giả, phải là như vậy. Khi anh bước ra, từng cái bước đi, từng ánh mắt, từ khuôn mặt, từ cái dáng của anh, từ bàn tay, tất cả những biểu hiện trên sân khấu nó sẽ cuốn hút khán giả, bắt buộc khán giả, mình muốn phải bắt khán giả phải nhìn theo để mới có thể cảm nhận được khi mình hát. Dù chỉ là nếu mình có hát hay không chưa đủ đâu. Mình truyền cảm bằng giọng ca không cũng chưa đủ đâu. Nhưng nếu mình là người biểu diễn sân khấu thì mình phải vận dụng tất cả những cái gì có thể để mình đưa đến cho khán giả. Từ phong cách, phong thái, nếu bài hát này thì mình phải như thế nào, bài hát kia mình phải như thế nào, bài hát mềm và chiều sâu, lắng sâu thì mình sẽ như thế nào với cái ánh mắt của mình, và bài hát vui, tưng bừng thì mình sẽ như thế nào với phong cách của mình. Nó là như vậy. Trở lại với ATB thì hình như là trong thời gian qua thì Ngọc Tiên cũng nhận thấy là có nhiều cái khó khăn khi mà chị phải dành nhiều cái thời gian cho ATB, đúng không ạ? Đúng là khó khăn. Bởi vì nếu mà không dành, đó là đứa con của mình. Nếu mình không dành thời gian cho nó thì chắc chắn đứa con sẽ trưởng thành không tốt. Nhưng mà
bản thân người mẹ không đủ sức nuôi con thì con cũng eo ụt. Và nói đúng ra thì ATB bây giờ cũng là một cái phần mà tinh thần không riêng đối với anh Thuyết, nhưng mà đối với tất cả những anh chị em văn nghệ sĩ mà đã từng tham gia với ATB cho đến bây giờ. Thì ATB nó giống như một ngôi nhà rất là ấm cúng. Ai đó đi đâu đó rồi quay về ATB cũng cảm thấy, hình như họ đi là họ cũng nhớ. Có nhiều người đi xa rồi cảm thấy nhớ ATB, muốn mau mau quay về. Và quay về hình như họ trên khuôn mặt họ rất là vui. Chính điều đó làm cho anh Tuyết có một niềm hạnh phúc rất lớn. Và anh Tuyết nghĩ rằng cái ATB khó có thể bị gục ngã. Và cũng có thể nó trong một giai đoạn nào, anh Tuyết hy vọng nó là song ca khúc người có lúc. Anh Tuyết hy vọng là như vậy. Anh Tuyết đang có một cái ao ước, một khát khao là muốn tìm một địa điểm mới cho ATB xuống ở trung tâm hơn, ví dụ như trong quận 3 này, để mà dễ hơn, một cái không gian rộng hơn để có thể dễ thực hiện những cái ý đồ nghệ thuật của mình hơn. Như vậy là ca sĩ Ánh Tuyết vừa thực hiện cái công việc kinh doanh nhưng mà trên cái nền nghệ thuật của mình. Và vậy thì giữa ca hát với lại kinh doanh thì ca sĩ Ánh Tuyết thấy là mình đang dành thời gian cho bên này nhiều hơn? Thì ca hát nhiều hơn. Thì ca hát nhiều hơn cho nên là nếu mà tập trung vào kinh doanh nhiều hơn thì ATB nó không eo ụt đâu. Cho nên người ta chỉ nghĩ đến ATB á, thì người ta biết là ATB chỉ là người khó tính về âm nhạc thôi. Chứ còn nếu mà gọi là để mà thành công trong kinh doanh thì đúng là tệ lắm, quá tệ. Một người kinh doanh như thế này thì đúng là không xong. Nhưng mà tôi nghĩ là giống như chị nói hồi nãy là xong có khúc người có lúc. Hy vọng là như vậy. Thì lâu ngày thì nghề nó dạy cho nghề. Nhưng mà thực ra thì anh Tuyết là nhờ trong cái việc kinh doanh khác. Mà trong công việc kinh doanh khác đó là anh Tuyết có một cái công ty xây dựng ATC. À, ATC tức là về xây dựng. Xây dựng. Rồi là ví dụ như là anh cái khách sạn Diamond Plaza là công ty của anh Thuyết đã từng chống thấm cho 13 tầng lầu đó. Rồi là Hilton Plaza Hà Nội thì công ty ATC của anh Thuyết cũng từng chống thấm tầng hầm và làm tô toàn bộ mặt bề vữa. Vữa bề mặt. Rồi là ở các cái siêu thị của bây giờ, siêu thị là làm những cái sàn epoxy. Rồi là khách sạn ở Fullerton ở bên Singapore. Rồi bây giờ cũng có những cái công trình nhỏ nhỏ ở tại Pháp. Trời. Công nhân của anh Thuyết cũng đi Pháp nhiều công trình. Và quá đi học thì đi, tức là công ty thì rất nhỏ nhưng mà công nhân thì đi nước ngoài cũng hơi bị nhiều. Và rồi rất là nhiều công trình như nhà máy nước Thủ Đức. Công ty của anh Thuyết cũng thực hiện sửa lại toàn bộ, thực hiện sửa lại chống thấm toàn bộ các cái hồ nước của nhà máy nước Thủ Đức, 4 cái hồ nước rồi trong cái năm 2001 và 2002. Nhưng mà nhiều công trình vậy rồi làm sao chị tập trung? Anh Tuyết thì chỉ lâu lâu nhảy xuống công trình coi xíu cho vui vậy thôi, chứ còn thực ra thì anh Tuyết đâu có ra tay làm mấy chuyện đó. Thực ra bây giờ hồi mới mở công ty thì anh Tuyết rất là khó khăn, nhưng đến rất là mệt hơn bây giờ. Nhưng bây giờ thì anh Tuyết cảm thấy thoải mái hơn và muốn buông tất cả bớt công việc. Anh Tuyết chỉ muốn là ví dụ bây giờ công trình anh Tuyết giao hết cho tất cả nhân viên, bởi vì bây giờ quen rồi. Thì anh Tuyết chỉ cần biết công trình này con số, tổng con số vô, thu vô là bao nhiêu, và dự kiến tổng chi sẽ là bao nhiêu và thực chi sẽ là bao nhiêu, vậy thôi đủ rồi. Anh Tuyết không muốn biết nhiều nữa. Và cũng như ATB cũng vậy, thì bây giờ cũng có một số anh chị em người ta gánh vác giùm, cho nên anh Tuyết cũng thảnh thơi hơn một chút. Bây giờ thì tập trung cho cái công việc. Anh Tuyết đang cố gắng tập trung cho công việc là dưỡng sức khỏe để mà mình thu thật nhiều những album để lại. Gần như anh Tuyết chỉ muốn thực hiện điều kiện này, cái công việc này để mà một cái gì đó để lại cho cuộc sống này, cho cuộc đời này, để cho tất cả những người yêu âm nhạc và cho những bạn trẻ có một cái sản phẩm để có thể tìm hiểu và học hỏi thêm. Thế còn với một lời nhận xét dành cho ca sĩ Ánh Tuyết, dành cho bản thân mình, thì ca sĩ Ánh Tuyết nhận xét như thế nào khi mà giữa công việc, đời sống của mình và cũng như là trên sân khấu ạ? Ánh Tuyết thì ngày xưa thì cái gì cũng lo. Dài tay, lo xa, ôm đồm. Và cái gì cũng làm, ra tay làm hết từ A đến Z. Nói chung là người thích làm việc. Chính xác, rất thích làm việc. Nhiều người bạn anh Tuyết nói rằng là làm cho lắm rồi.
tiền đâu có xài đâu. Anh Thuyết cũng, mà đúng, nghĩ lại mình cũng ăn chừng đó. Tính anh Thuyết thì không đưa đòi, không chơi bời và không xe xua, đơn giản. Ăn thì cũng rất là đơn giản, bởi vì bản chất người miền Trung sống khổ quen rồi. Yeah. Sống tập thể cũng cày bừa qua nhiều thứ, nhiều cuộc sống, nhiều cảnh sống nhưng quen vẫn thích rồi. Làm đúng không? Nhưng mà cái đó là cái đam mê và cái thích. Yeah. Cái thích làm, nếu không làm thì cảm thấy mình rất là buồn và cảm thấy như mình là người phế thải. Và thích làm rồi ôm đồm hết tất cả những cái công việc. Nhưng cho đến bây giờ thì anh Tuyết nghĩ rằng đến một cái độ tuổi này thì anh Tuyết cảm thấy nên stop bớt lại, nên bình tĩnh bớt lại, và để còn lâu dài hơn, để được vui vẻ với bạn bè, được sống với mọi người vui vẻ hơn, và tiếng hát của mình được đến với mọi người lâu bền hơn, thì anh Tuyết đang cố gắng stop lại tất cả những cái gì không cần thiết. Và hãy bây giờ anh Tuyết là tập trung cho một cái gọi là sức khỏe là chính. Yeah. Và vui là chính. Và bạn bè ai hỏi hôm nay uống cà phê không, đi uống. Yeah. ở đâu mà quen thuộc thì đi mà. Và sức khỏe thì là mình luyện tập. Anh Tuyết thì hiện nay thì anh Tuyết cũng bắt đầu đi tập yoga, bởi vì ông xã ông bắt đi tập và bắt đầu cũng hơi thích. Yeah. Và bắt đầu cũng ghiền rồi, bắt đầu khi đi tập rồi anh Tuyết mới thấy là cái việc công việc tập sức khỏe, tập thể dục và cho cái yoga rất là tốt cho sức khỏe. Và hồi nãy thì chị cũng có nói là mình không có xe xua, mà quả thật là Ngọc Tiên cũng thấy là đúng, bởi vì mỗi lần mà chị xuất hiện trên sân khấu và hát những cái, lúc đó Ngọc Tiên gần nhớ chị hát bài Thiên Thai với lại bài Sông Lua. Dạ, là lúc nào cũng mặc áo dài màu trắng, rồi tóc thì dài xõa và thể hiện rất là có thần ở trong cái bài hát đó. Và hình như đó là một cái hình ảnh không thể nào mà quên được hay sao. Từ vậy? Ngày mà anh Tuyết mua đất Sài Gòn đó. Dạ. Thì anh Tuyết lại chọn cho mình cái hình ảnh đó. Chị thích màu trắng. Đúng vậy. Cái màu trắng áo dài, lần đầu tiên anh Tuyết bước vào Sài Gòn là chiếc áo dài màu trắng. Bởi vì chiếc áo dài màu trắng lúc đó nó dễ gợi cho người ta rất nhiều kỷ niệm của thời đi học, của thời học sinh. Và rất nhiều cái gì đó, có thể nói là màu trắng nó tượng trưng cho một cái sự trong sáng, nhẹ nhàng. Và cho làm cho tâm hồn mình nó cũng cảm giác là mình không muốn dãy dụa một cái điều gì đó, đơn giản và đơn thuần. Và anh Tuyết thích cái điều, một cái sự thuần khiết, sự đơn giản, nhẹ nhàng. Nó dễ sống cho chính cả bản thân mình nữa, và dễ đến với tất cả mọi người. Và chính cái màu trắng đó, chiếc áo dài trắng đó đã giúp cho anh Tuyết đến gần và thân thiện với cái tình cảm của khán giả dành cho anh Tuyết nhiều hơn. Nhưng mà mình sẽ không có nhắc về công việc mà cứ nhớ đến là cái mái tóc hình như là lúc nào cũng ngang đó chứ không tóc không này quý vị thấy là có đẹp không, hình như không đẹp, nó chỉ là quý vị nhìn quen thôi. Thực ra anh Tuyết rất là thích mái tóc dài. Dạ. Không bao giờ để được, tại vì từ nhỏ là anh Tuyết tóc đã yếu rồi, không biết tại sao mà cứ sợi nào dài cỡ này là không tự động rớt. Dạ. Cho nên không có để dài, mà ít khi ra tiệm lắm, không bao giờ đi ra tiệm cắt, hình như vài năm chưa có một lần cắt ở tiệm. Nó cũng cứ vậy. Cũng cứ vậy thôi, chỉ có anh Tuyết tự cắt mái tóc trước. Dạ. Tự mình cắt ở nhà. Anh Tuyết không có cầu kỳ trong cái chuyện đó. Hồi xưa hồi trẻ thì anh Tuyết cũng đầu gọi là mái tóc xù, bung ra tròn như cái ổ quạ. Nhưng mà hồi đó anh Tuyết nhớ là mỗi lần diễn xong ra ngoài á, đi các tỉnh á, thì trẻ con nó cứ chạy theo, nó nói câu chứ xù lông nhím hiếm có, xù lông chó khó kiếm. Lúc đó có giận mấy đứa nhỏ không? Không, tôi chỉ thấy đúng là thiệt, đúng là sợ mắc cười. Mà cái câu nói đó nó làm cho mình cảm thấy vừa là một cái gì đó rất là vui vui ngộ ngộ, nhưng mà nghĩ lại nó là một kỷ niệm rất là đẹp, rất là dễ thương. Cả một cái quá trình mình đi đến những cái vùng sâu, vùng xa đi diễn. Và những lần nhớ lại tất cả những cái chuyến đi lưu diễn. Mà ngày xưa anh Tuyết đi diễn không được như các anh chị em nghệ sĩ như bây giờ sung sướng đâu. Đi đến đâu thì có khách sạn đến đó, đi bằng máy bay. Chỉ có chỗ nào mà kẹt lắm, không có máy bay thì mới đi xe. Mà xe cũng là xe máy lạnh, xe giường nằm. Rất là sướng. Còn hồi đó anh Tuyết đi diễn hả, là ăn bờ ngủ bụi. Và lúc đó thì anh Tuyết lại may một cái mùng
mùng võng, rồi may một cái võng riêng, rồi bắt đầu đi đến đâu thì mình tranh thủ mình kiếm mấy cái cây ở ngoài trời đó. Thế là nằm ngủ sướng nhất. Tuyệt không, vời. Không phải bị trúng ổ voi. Không bị trúng ổ voi mà khí hậu rất là mát. Bởi vì hồi xưa làm gì có chuyện mà được đem mấy quạt đi đâu. Không có dễ vậy đâu. Mà đem đi thì điện nửa đêm họ cũng cúp rồi. Và ngoài ra mình là một diễn viên mà còn phải làm một người gọi là biết vui, làm vui lòng những người dân ở đó. Ví dụ bây giờ đi diễn không có khách sạn mà khi nào mà đến một điểm nào mà được gửi vào nhà dân là đó là một điều hạnh phúc nhất, sung sướng nhất. Nhưng mà ngủ để nhà dân thì sáng hôm sau thì mình cũng phải biết là đi gánh nước về đổ nhà người ta, rồi đi quét nhà, làm những cái công việc đơn giản trong nhà. Gọi là, có câu gọi là đi cho người ta nhớ mà ở cho người ta thương hồi đó. Là cái những cái người nghệ sĩ của cái thời của anh Tuyết hồi đó là phải làm tất cả những gì có thể mình biết. Và trong nghệ thuật cũng vậy, một người diễn viên trên sân khấu là làm tất cả những công việc của mình. Ví dụ ngay cả lắp micro và dọn dẹp sân khấu, sau buổi diễn phải dọn dẹp rất nhanh, tất cả anh em diễn viên đều dọn cả. Rồi hoặc là trước khi đến một điểm diễn đó phải là thao tác thật nhanh, tất cả anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công, múa đều phải làm thao tác, những thao tác đó phải thật nhanh để mà gọi là đánh nhanh rút mạnh. Nhưng mà đó là cái công việc thời đó là như vậy. Đó là cái ngày xưa, còn bây giờ thì đã đi biểu diễn ở rất là nhiều nơi và cả nước ngoài.